rác ở đây. Hả? Mình nói bà gì ở đâu mà tới lụm rác ở đây? Ở dưới kia. Ở dưới nào? Ở phường nào? Ở phường Lập Đạo. À, phường Lập Đạo gần chỗ tòa không? Tòa Trung Mộc không? À, ở trong hẻm hay là ở ngoài ở gì? Ở trong hẻm ha. Chị đi lượm rác nhiều lâu chưa? Mỗi bao. Hả? Mỗi bao đấy. Không à, chị lượm rác hầu mấy năm nay rồi. Rồi cái này gì bán ở đâu? Đây ở nhà hồ nội hồ cũ á. Bán ở đâu? Đây đi hồ bánh chào đó, hồ mua chào đi hồ cũ. Họ giờ lại bán ha, bán gần ở đây luôn á hả? Dạ. À vậy ha. Rồi gì bán gì là đi lượm rồi đi cả ngày luôn hả? Tới chừng nào mới về? Bây giờ là 5 giờ 6 giờ rồi. Đi buổi sao anh không có? À, đi buổi ha. Dịch buổi dịch họ đấy ở đấy mà cháu con chó. À vậy là lát nữa là về thôi hả? Về. À chị ở với con cháu hay là ở mình hả? Ừ, con cháu làm xá. À vậy ha, cháu nó làm ở đâu rồi chị? Đi lung tung à, ai quản lý đi ra. À vậy hả? Để cái mấy anh ở đây mà có gì đó lụm để dành ở đây để cho bà cụ bà lấy cho nó dễ. À đó mấy anh này anh cũng thương gì mà. Đúng không? Rồi thôi gì cố gắng làm nha, bán như vậy bán ngày vậy được bao nhiêu? Đâu mà tôi kia thì bán được 12 ngàn thì 13 ngàn được bao nhiêu? Không à, nhưng mà bán hết cái này thì được bao nhiêu? Mày được ít quá. Mình, được 100 ngàn không? Không được đủ cả. Không được 100 ngàn hả? 150 ngàn cũng được đến rồi. À, ngủ có 2 ngàn rưỡi nó phải bao nhiêu. À, rồi bây giờ là lụm gì là đi bộ về hay là đi? Đâu. À, đi bộ. Rồi vậy ha. À. Thôi vì năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? 65. À 65 vậy là hơn có 3 tuổi thôi. Được mấy đứa con nữa? 6 đứa con. À, trai gái vậy đó ở thành phố Phan Thiết là ở đâu vậy? Hả? Ở ngoài Nghệ An. Bắc. Ở ngoài Bắc luôn hả? Ở tỉnh nào vậy? Ở tỉnh nào vậy? Thanh Hóa hả? Ở Nghệ An. À ở Nghệ An, ở quê bác rồi. Ở quê bác. À quê bác, ở quê bác mà ở huyện nào? Ở Nam Đan. Nam Đan, ở huyện Nam Bàn là chỗ bác rồi. Nam Đan, chỗ chỗ cái quê quán của bác là gần bụi đó rồi. Vậy gì vô đây lâu chưa? Mỗi. Dạ. À mới vào Covid đây ha. Mỗi bao đấy. Nhưng mà vô đây là thuê nhà ở là sao? Ở nhà trọ đó. À ở nhà trọ tháng bao nhiêu vậy? Mỗi con nhất định nó có tên đầy dân danh đi thôi. À mới vào đây thôi hả? Vào được tháng chưa? Hơn tháng. À vậy ha. À, thôi cố gắng làm đi rồi khi nào con ghé qua đây rồi bữa nào đó con cục quần áo được còn không? Quần áo có mặt không? Quần áo cũng có bao nhiêu. À vậy ha. Rồi khi nào rồi con gặp lại gì? Thường thường là gì tới đây? Con có chỗ nào rồi đó. Chiều chiều là ghé tới đây ha. Rồi nếu mà con có đi qua đây nếu có gì con gửi cho chị nha. Rồi con cảm ơn gì nha. Rồi và cho gạo á, nó gạo để đó ha. Gạo này là tối nay về nấu ha.